chờ mong sao trong trời sáng đúng giờ hẹn hò là đời quên hết sầu lo. Thì đây đang kết nối với TV anh em nhé, qua cổng quang thì con vang D5 này có cổng quang, toàn bộ thiết bị đồng bộ của lấy các anh em nhé, từ đẩy vang mic loa anh em nhé, đồng bộ lấy. Nam anh em nhé, giờ là 20:10 rồi. Cấu hình này là một bác khách nhà rất đẹp, vừa mới xây xong, 33 triệu anh em nhé. Cấu hình tất cả đều bóc hộp hết anh em nhé, tất cả bóc tôm đã setup xong anh em nhé, bóc tôm hết anh em nhé. Đây là cấu hình, cặp loa và súp 40 anh em nhé, nghe rất tê luôn. Mic và tắt quản lý nguồn anh em nhé, nghe ở ngoài rất sướng luôn anh em nhé. Tất cả đều là đồng thùng anh em nhé, tất cả đều đồng thùng hết. Ngoài nghe rất sướng luôn, nhà rất đẹp, nghe tiếng bát rất tê tê luôn. Đây, chi tiết cấu hình em nhé, đây là T4000 Flut vang D5 mic 7525 mã và tặng quản lý nguồn, và cặp loa đây sử dụng cặp lắc 10 lắc 12 anh em nhé, bát 30 là một súp 40 TVK15S thì chọn bộ đồng bộ của lưới cao tích anh em nhé, rất là chất lượng. Anh em có thể nhìn qua thiết bị rất đẹp, rất ít thiết bị, chỉ 4 thiết bị thôi và cấu hình anh em nhé. Đấy. Vâng, chỉ cần ấn một nút thôi. Vâng, 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 xong rồi. Vâng. Đấy, xong rồi. Chú bật lên thì chú ấn này nha. Cái này trước. Xong là chỉnh cái kia. Xong là máy mở cái đấy. Nó lên hết. Cái này nó lên cái đèn nó ngắt đi thì chú bạn cái này từ từ lên. Được. Chú bạn đến lớp đây là được. Trung bình đi. Đây qua cái lớp giữa. Đó. Thế là cái đèn đỏ nó ngắt này. Đấy, chú bạn lên đây. Đó. Cứ mà bạn lên 3 giờ rồi. Em xét là được bạn 3 giờ. Đấy, chú này không cần. Chú chỉ dặn bạn ra đây. Vâng. Công tắc này để nguyên được. Bạn không bạn chú bạn hết này, xong rồi nó chỉnh lại. Bạn hết ba đấy. Đấy chú bạn lên. Alo. Vẫn hết về không chưa? Trắng này là cực kinh này. Mo. Vâng. Công tắc lúc này. Tắt nút nguồn đi này. Chú ấn lên. Yeah. Xanh nhé. Tự tắt hết. Kệ cho nó trôi hết cái
ấy được. Cho hết cái đèn lên đi. Vâng, vâng. Đèn gió nó về hết là được. Đấy, được. Vâng, chú bật lại. Đấy. Chưa lên lên lên, 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 lên hết cái đèn này đỏ đây xong nó ngắt đi để chú bạn lên nó cái đèn đỏ các bạn, cái đèn đỏ nó ngắt hết đi chú bạn lên. Đấy, bây giờ chú vặn lên, vặn đến bao giờ chú vặn? Vào đây, đấy. Vào đây nha. Nữa lên, đấy, mình kia đấy, một cái thôi. Vâng, được. Alo, chào tất cả các bác nha. Để xem được những video mới nhất của bên em thì mời anh em cùng ấn vào phần tìm kiếm trên YouTube, gõ chữ Thắng Cao Audio anh em nhé. Đó, khi ấn vào chữ Thắng Cao thì anh em nhớ đăng ký kênh và ấn chuông, chọn tất cả. Khi đăng ký kênh và ấn chuông xong thì anh em có thể nhận được những thông báo mới nhất của những video bên em. Rồi chào, cảm ơn tất cả các bác.